Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 897 trên QĐ-TTg thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Quyết định nêu rõ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam do đã có vi phạm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số 1006 QĐ trên UBKTTW ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Bùi Hồng Minh trên các cương vị công tác của mình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ, có nguy cơ mất vốn đầu tư. Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam và ông Bùi Hồng Minh đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành xi măng Việt Nam đến mức phải xem xét kỷ luật. Tối ngày 28 tháng 7, Công an huyện Đức Hòa cho biết đã tạm giữ đối tượng Danh Thanh Sơn, sinh năm 1973, ngụ xã Ngọc Hòa, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang, tạm trú ấp 5, xã Đức Hòa Đông, để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Thông tin ban đầu, nghi phạm Sơn thuê nhà trọ tại khu vực chợ ấp 5, xã Đức Hòa Đông, làm nghề bán cháo lòng khoảng 7 năm. Gần đó có chị Tê, sinh năm 1975, ngụ ấp 8, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Thụy, tỉnh Hậu Giang, cũng ở trọ tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông, làm nghề bán thịt heo ven tuyến giao thông. Chiều ngày 28 tháng 7, chị Tê đang bán thịt heo, Sơn đến nói chuyện rồi dẫn đến cự cãi. Sơn lao vào dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến chị Tê bị trọng thương và tử vong trên đường cấp cứu. Sơn bị bắt giữ ngay sau đó. Theo người dân địa phương, giữa Sơn và chị Tê có mối quan hệ cá nhân. Sáng ngày 29 tháng 7, Thiếu tá Hoàng Xuân Ân, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đến thời điểm hiện tại, đoạn cao tốc Phan Thiết Dầu Dây bị ngập nước, hiện nước đã rút, các phương tiện lưu thông qua lại bình thường. Trước đó khoảng 3 giờ ngày 29 tháng 7, tuyến đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết bị ngập đoạn km 25 thuộc địa phận huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đoạn ngập kéo dài hơn 100m, sâu khoảng 0,7m nên các phương tiện không thể lưu thông qua được. Do đó các phương tiện đi hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận khi đến đoạn km 27 được lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết ra quốc lộ 55 để đi ra quốc lộ 1A. Chiều ngược lại hướng từ Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện vẫn phải nối đuôi nhau xếp hàng để đi qua đoạn đường bị ngập. Bạn đọc Lê Hoàng Nam thông tin, những xe ô tô 4 đến 9 chỗ không thể đi qua được do nước ngập sâu, phải đậu lại bên đường chờ nước rút. Đến 6 giờ ngày 29 tháng 7, trên cao tốc vẫn ngập sâu, nước chưa rút. Các phương tiện hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận vẫn đi ra quốc lộ 55. Công an huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 26 tháng 7, Công an xã Hưng Bình tiếp nhận tin báo của ông Lê Xuân Hưng, 36 tuổi, trú tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Rơ Lấp, về việc rẫy của gia đình ông ở thôn 1, xã Hưng Bình, bị kẻ gian cắt trộm khoảng 700kg sầu riêng đã đến kỳ thu hoạch. Đến chiều cùng ngày, Công an xác định hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Hoàng Đình Phát, 30 tuổi, trú tại xã Hưng Bình, và Nguyễn Anh Tuấn, 42 tuổi, trú tại xã Kiến Thành, huyện Đắk Rơ Lấp. Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận do thời gian gần đây sầu riêng có giá trị kinh tế cao nên đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi cắt trộm để bán lấy tiền tiêu xài. Đắk Nông đang vào chính vụ thu hoạch sầu riêng. Sầu riêng loại 1 có thời điểm lên đến 90.000 đồng một ký. Chiều tối ngày 28 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dương Ngọc Liên, sinh năm 1973, ngụ xã Phong Thành A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ năm 2020 đến tháng 5 năm 2022, lợi dụng lòng tin của người dân, Liên đứng ra tổ chức nhiều dây hụi để người dân địa phương tham gia. Trong thời gian này, Liên đã sử dụng tiền đóng hụi của người dân để tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất cân đối về tài chính.
đồng thời Liên lập ra 27 dây hụi khống để tiếp tục chiếm đoạt tiền của người tham gia, số tiền gần 1,9 tỷ đồng. Tối ngày 28 tháng 7, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an thành phố Thuận An khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng xông vào kiosk, sát hại một người phụ nữ làm nghề bán cá. Theo đó, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, chị L, 36 tuổi, quê Hậu Giang, đang ở trong kiosk trên đường D1, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, thì có người đi xe máy tới trước. Sau đó, người đàn ông xuống xe đi bộ vào nói chuyện với chị L. Một lúc sau, người này bất ngờ dùng hung khí tấn công người phụ nữ, khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi nhanh chóng ra xe tẩu thoát. Nạn nhân được người dân phát hiện nên đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Ngày 28 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 171 triệu đồng đối với công ty cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng do chiếm đất. Cụ thể, trong quá trình xây dựng nhà máy thủy điện Đại Bình, đơn vị này đã chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn với diện tích 1.263,7 m² đất do Ủy ban Nhân dân xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm quản lý. Ngoài ra, công ty này cũng chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với diện tích 94.107 m², đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân quản lý sử dụng. Đối với diện tích này, công ty cổ phần điện Bình Thủy Lâm Đồng đã thỏa thuận đền bù về đất và tài sản gắn liền với đất trong các năm 2020, 2021, 2022.